tranh cái hot girl bình luận World Cup, bỏ hay chọn đẹp, biết bóng đá. Trên mạng xã hội, tranh cãi về chuyện hot girl bình luận World Cup 2022 đã nhận được quan tâm của người hâm mộ. Một fanpage viết, họ xuất hiện trong trang phục bó sát, để lộ cơ thể, thường đang tập vũ đạo hoặc thể hình để phục vụ vai trò làm nóng cho mùa giải. Miễn là những chương trình, bài viết nêu trên còn được hưởng ứng bởi khán giả thì truyền thông sẽ không dừng lại. Đừng để những giá trị mua vui bề mặt hằn sâu thêm, định kiến và làm lu mờ đi tài năng cũng như sự cống hiến nghiêm túc của hàng trăm hàng nghìn nữ cầu thủ ngoài kia. Hãy cổ động, đừng cổ suý. Người hâm mộ có tài khoản tên Thúy Vi bình luận, những phát ngôn khó hiểu, thiếu kiến thức, thiếu tính chuyên môn của các bạn cũng tương tự như việc chúng ta đi thi một môn học với cái đầu rỗng tuếch, chỉ cần dựa vào nhan sắc. Ngoại hình là sẽ được bạn bè cảm thông giúp đỡ hay giáo viên dễ tính cho qua môn. Chính vì lý do như trên đã góp phần nhỏ trong việc những người đàn ông cho rằng mình bề trên thoải mái buông lời ác ý, vô duyên về phụ nữ. Phần nhỏ thôi nhé, vì phần lớn đến từ nhà đài và tư duy, sự văn minh và thái độ tôn trọng phụ nữ của mọi người. Đây là mình nói về sự hiểu biết về chuyên môn bóng đá của các bạn nữ này thôi, không hề có tính phiến diện đối với các bạn. Nữ hay nam không quan trọng, nữ đẹp thì tham gia chương trình đại diện cho phụ nữ Việt rất tốt. Tuy nhiên, ai đã tham gia cần có kiến thức chỉ ít là cơ bản về bóng đá, nickname Hoài Thương bình luận. Nhiều người hâm mộ cho rằng chuyện hot girl bình luận World Cup thì không có vấn đề gì để bỏ bởi tạo sức hút cho chương trình. Tuy nhiên, các cô gái cần có kiến thức bóng đá thay vì bình luận nhầm lẫn gây hài hước rồi những bình luận này trở thành chủ đề cho mọi người phê phán. Thực tế, tranh cãi về hot girl bình luận World Cup là chuyện không hề mới. Câu hỏi đặt ra, bỏ hay chọn đẹp, biết bóng đá.